Con to ấy kìa. Ăn cái kia thôi. Đâu? Để ăn đấy nào bớn. À. Đây. Ha ha ha!
Oh,
Bốn anh chọn quá.
Thank you.
Oh.
Bóc bóc thôi.
nổi tiếng. Quả bé là cái hạt mẩy nè, cái người bé dây thì mẩy củ. Thì lâu lâu thì nữa phải đẹp rồi. Thank you.
Ôi. Thank you.
sang cái gì này? Cháu đi tập phim. Thế à? Thank you.
với là hết đi về. Thank you.
Thank you.
Mà nó sẽ gây dựng lên cho mình. Ở đấy nó sẽ trang điểm sạch sẽ. Mà có bóng người cái là tự nhiên nhà nó ấm cúng. Nó sẽ mắc điện các thứ để nó làm hoạt động ở đấy. Dạ thế. Nó sẽ làm đẹp đấy. Cái ao đấy nó thả một loạt cá xuống này. Nó có thể là nó để không đấy thì làm gì được gì. Đấy. Mà làm bây giờ chả có chỗ nào hở đâu chị ạ. Chả chỗ nào mà hở bỏ không đâu. Không hở bỏ không nhưng mình còn mệt công. Đấy, chẳng hay có theo mà, theo tay trồng được một tí sau thì quả thì còn được cái sân là bỏ không nữa, chả có cái ta hiểu mấy con chim là mấy các cháu này tao động viên ai cái gì này cái đấy nó đan nhiều thì ai bỏ lấy tiền mà chơi mình còn dạt chân. Cho người ta thuê ở thì nó giờ dạt ở dưới đây tung nữa mạnh vào đấy đúng rồi đấy cứ cuốn lên trước hay tung ra nữa chưa chỉ đã bảy được rồi rồi đấy chậm đấy còn lắm cứ mất cái lá gọn vào nếu mà không lấy cho bà đạt chủ đẹp mà mặt dễ mà tiếc đi nó không hơi cái lá này bà Trinh lấy cho mẹ cháu ấy rau này thì ngon 9 con cút nó không lấy cút con nó bảo cút hết nha cút làm gì cô bố đi đâu làm gì Thank you.
cho ta một luống sấu dưa này để ta để lấy giống nhá. Vâng. Để cho cái luống sấu đắp dưa này. Vâng. Để ta lấy giống. Ta cũng chả phải gì bán đâu hết mà được thuốc cái thì cái bị nữa. Cái bọn ở trên phố nó ăn quen rồi, nó thấy ngon thấy bự thì nó lại. Nhà hội anh Nam về làm gì ấy bà nhỉ? Hả? Hội anh Nam về làm gì ấy bác? Nam là về học lớp. À. Nam về học lớp là được thi qua và được lấy chứng nhận đạt. Rồi thì cũng họ lại cũng chưa chỉ muốn làm nhau và chỉ cần tiếp tục được học cái thì bắt. Thế đi chưa bà? Chắc là đi qua rồi. Tối qua cháu vẫn thấy có mà. Hả? Tối qua cháu vẫn làm kế toán cơ. Vâng, nhà đấy hai vợ chồng đều giỏi nhỉ. Vợ thì lại cái con nhà ông ấy chỗ nhà thờ kia lại bố mẹ không có con trai. Đâu có mấy đứa con gái. Nhà đấy ở nhà thờ hả bác? Ừ, nhà đó. Thì ông Việt. Việt nhưng mà lấy con bé. Mà chúng mày không biết. Còn không. Hả? Không với nhau hả? Không. Lượng thì chắc là nhiều tuổi hơn út. Thế nhưng mà nó làm ăn bởi giờ một cái công ty của nó ở Bắc Ninh ý. Nó mua cái năm cách đây là 3 năm hay 4 năm ý. Đã một nó nên nó chậm á. Mua của nó là cái mùa tháng 7 cơ. Tháng 7 thì dòng cái là nó lên ngay. Đây đang ra rễ rồi thuốc cái phần lên. Bà ơi. Ơi. Bà lại đây uống nước với cháu đi. Đi gì? Lại đây cháu bảo này. Lại uống nước. Trời làm mình nặng tay làm gì? Mắt mờ. Chán chết. Chán cái thời già. Thank you.
con sống đến 100 tuổi hay à đến 100 năm nữa. À con dùng cái máy vi tính này đến tận 100 năm nữa. Thế xong rồi. Con Quỳnh ấy bảo là đến 100 năm nữa thì có một con chết rồi. Thế xong rồi bố bảo là con nói thì bố lại buồn đấy, sau này bố mẹ chết thì lại không được gặp các con nữa làm nào. Cô thứ hai ấy. Thế là bảo là sau này bố mẹ không được gặp các con nữa là thế xong nó bảo là sau này con có xuống dưới đấy con cũng vẫn là con của bố mẹ. Thế xong nhói bảo là con hòn lắm. Và thế xong nhói bảo là sau này mẹ kiếp nữa mẹ không bao giờ phải lấy bố con đâu. Thế xong bố nó bảo điên à. Thế xong bảo thôi một kiếp thôi, còn kiếp sau thì hẹn bố. Thế bảo thôi một kiếp này thôi, kiếp sau thì hẹn bố. Đồi đồi mà ao ở chỗ trên chỗ xóm mấy cái nhà đây này. Vâng. Xong nó bảo là chín mấy chín rồi đi cháu đèo về. Đến xong cái thằng động viên ở đây. Để nữa đi cháu ạ. Không có một đứa rồi ngày sau nó thủ thân. Nó bảo cháu chán lắm. Chán lắm rồi đấy. Tránh được cái số mặt của mình. Không tránh được những người ghê rồi. Nó còn bố mẹ hả? Kệ bố mẹ. Các cụ trước cái có câu nói bảo là chồng ác thì miếng loa với bố, chồng ác thì giết mùa theo quân. Cứ tệ ông nóng tính là bà nhục lắm mà có biết. Mình sống có chồng quan trọng là chồng chứ còn. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ mới biết là cái thiếu bây giờ biết là bà ông Vân bà vẫn là sự lắm. Trước đây ông đối xử bà ông ấy chửi rồi đánh này, đánh vỡ mày vỡ mặt ra. Thế nhưng mà bà vẫn ra ngoài người ta hỏi bà. Nọ kia bà vẫn bảo va mấy cục chứ bà không chịu là bà ông ấy đánh đâu. Bà Dũng hả bác? Ờ. Lắm. Nhưng mà bà ấy... Có những người bảo là tốt đẹp thì thôi ra. Cứ đi nói xấu con lớn con bé rồi nọ kia không có cái tác dụng. Cứ im ắng đi cho nó im tuổi im nhỉ. Cả thế. Không phải nói gì. Chuyện còn ba ông để ngày xưa ấy ông bảo nhà nào có cái lọ món thối đậy kín nhau mà sống cuộc đời nhá, mình có ngắn ngủi nhưng không có dài. Vâng, nhiều lúc bà ngoại ta cũng hay bảo thế đấy. Một là chồng ác, hai là bố chồng cũng phải nhận mình cho nó qua đời. Không có phải cái mua rau bỏ hôm nay nói thế này không ngon bất đi mua mớ khác rồi đâu vào nghĩa cả. Dạ. Mình cứ làm theo cái lòng mình. Bà ấy thì bà ở nhà bà có thấy chán không? Bà đi làm bà thích hơn không? Hả? Bà đi làm bà thấy thích hơn không? Đây dụng lúa của ta đây đây. Đây hả bà? Tiếp từ đầu kia đến đầu này. Ừ. Mình bà đi cấy à? Không, đây thì hai cô con gái cấy thôi. Đắp chữa rỗ nơi đó. Cháu sau này về già không biết được cấy hái hả? Ôi cứ miễn làm sao có tiền. Trời ơi, chuyện ai bảo sáng tác thông minh ra thì miễn có tiền. Là bất kể gì cũng có tiền được. Tao bảo thế làm chứ bảo thế nhưng làm ruộng chả được bao nhiêu đâu nhỉ. Đấy. Như chúng ta cứ sinh vào cái thời này, điểm này thì nó thế thôi. Còn bây giờ không ai ta ham thích làm ruộng. Như bọn trẻ giờ nó còn không có biết cấy đâu. Đấy.
ở đây có những đất này bẩn hết. Đó. Bẩn. Có cái máy đấy nha, chắc là cái máy của nó hẳn. Cái khoai này cũng ngứa mà má. Hả? Khoai này cũng ngứa. Khoai đã phải là khoai, khoai nào chẳng ngứa. Dưới cho nó là một vùng thì ta nghĩ ấy là chứ còn nắng xong rồi thì già loại thì dễ. Má, những củ này trồng được ấy nhỉ? Ừ. Ra muốn trồng thì này ấy để cho nó khô héo héo đi xong rồi trồng. Để héo với rồng không? Ừ. Trồng ngay đi. Đây ví dụ cái củ này nó đang anh chị ngày xưa này. Thời xưa sao chúng ta cực lắm rồi. Khổ nhỉ. Không có chừng. Bây giờ lấy chồng về nhà. Nhà bố mẹ chồng cái thời bây giờ ta cưới là 64. Nhà bà quy ở chung nhỉ. Trước đây thì vẫn ở chung, chồng đi bộ đội 6-7 năm. Ở nhà không biết tin tức. Có nghĩa là mình phải uống thuốc để cho nó giữ bệnh chứ còn khỏi nó không khỏi. Thế là cứ phải chi cao với thuốc để uống hết. Không bỏ thuốc cho mình. Mà mình vẫn cướp. Vào được thì thôi con ạ, chứ để mắt mũi thế kia thế mà cháu đi lên lên nhà ông hưởng uống độc liều thuốc phát xẹp luôn cái đấy, thế là ông lên ông trích cho cái là cháu khỏi đấy. Ừ. Đúng là bác đúng bác sĩ đấy. Thế có phải là mình cũng đi vu vơ là cũng chết đấy, đi oan là chết oan ấy. Nhiều người cháu mà cứ không đi chỗ khác mà cứ ở với bà đấy thì là không phải người bẩn thỉu mà ở cái chỗ bà đấy làm cho bệnh nhân bẩn thỉu ấy. Ừ. Cháu bảo là không ưng rồi. Kiếp chó thì nuôi đầy ở gần giường ấy. Ta lâu lắm người ta không mùi hôi ơi là hôi hôm đấy lại vào đấy đâu, nhưng mà ta hiểu là cái lúc ta còn trẻ cơ. Vâng. Tốt nhất là không nên vào. Cơm. Không đi họp. Má đi họp mà má. Ừ. Từng người đẹp mà kia mà củ khoai chút thì sáng rồi nha. Họp cái gì đấy hả má? Còn mấy luống rồi đấy. Còn đấy nhưng mà để chúng nó, mà chúng nó làm những nó cuốc ngoài đây lại còn sau sau tí là non hơn là. Mấy củ này được bữa thôi, củ tự có ai cũng củ bé. Bọn trẻ con giờ nó về nó nói chuyện với nhau, nó toàn nói tiếng nọ tiếng kia mình chả biết gì. Anh cái người. Ba cháu có chụp kiểu ảnh này, đừng có chụp ta vào đấy chết. Này, ba nâng lên nặng lắm mày ơi. Ôi dồi, chết rồi, nặng lắm. Được chưa? Được, ba đẩy lên, nâng lên. Ba đẩy lên. Lắm luôn à? Đẩy lên. Đó thì nó. Ôi, tao sợ mày đau lưng Hương ơi. Thôi ba cân. Thả ra ba. Gì? Ba nặng lắm luôn à? Chưa? Nâng đít. Tao mà buông tay ra thì mày. Được chưa? Rồi, ba thả ra. Ba đưa cháu rổ kia đây. Gì này? Con này khỏe. Cho cháu một cái chai nước nữa. Đâu chai nước đâu. Sao đó.
quá mày. Làm là mày. Làm đi. Làm lấy tiền có khác nặng lắm. Đến đâu thì hạ xuống để thằng thằng này đi đến đâu thì hạ xuống để đợi cho nó. Làm thấy nặng lắm. Đông đi em ơi. Thank you.
tiền đâu, tôi chỉ là bán được cái gì. Em không còn tiền nào bán đâu. Hưng Hưng có tiền không hả? Hưng đổ cho bà 2 tờ 100 đấy. Ừ, cho cô gái 100 đi. Em ơi, quay để làm gì đấy? Dạ? quay để lên quảng cáo. Quay dưa đây này. Thank you.
khỏi lắm con, mình lấy con gạch được quá. Quay cá cho bà Tuyết chưa? Quay cá này.
con cá nó còn biết đấy. Cân mấy đây? Được chưa? Chưa là 1 cân, 6 cân bằng cá nữa. Chết chặt có con cá này. Con dao chắc. Giận vào chán cấy. Trăm năm tám triệu thì kê ở đây còn mấy chục triệu. Mua gì vậy? Cái gì? Mua gì mà trăm năm tám triệu? Nó đền bù đất nông nghiệp ấy. Một xào ấy. Thế bảo ở đây nó gì hả thế? Cứ từ đây mà thấp thế thì đây không có nó đèn. Chính là mà đi bán cá là mình nhìn ha. Được chưa? Chưa. Được 2 lạng thôi. Được 2 lạng. Thôi, 2 lạng. Lấy bắt con. 2 này. Cái nhìn kỹ cho đến. 3 này. 4 này. 5 này. 16 này. 17 này. 22 này. 23 này. 24 này. 25 này. 26 này. 36. Sao đấy? 37. Thế mình đếm con thế là chở cân là được. Thì bây giờ cân rồi nha. Đếm cân 2 lạng là được 37 lần đếm, mỗi lần 5 con là 185 con. Thế bây giờ mình cân lên. Đây cân bì đi xong. Cân. Cho 1 cân bì nước. Cân cá nha. Để cho. Đổ vào chứ ai người ta nhặt cái đổ cái rổ này còn có cái gì nữa mà.
đừng lắc. Lắc nó hỏng mẹ cá, mà cứ để góc nước thế này. Nước này. Đổ thế này còn nước. Chặt nước, bác bán còn nước. Cá đổ sổ này còn nước. Cá chảy ấm ấm kia. Xe lá từ từ.